Lại với Leo and Zoo của chúng ta với số Hồ Ngọc Hà. Và quý vị thân mến, ở phần tiếp theo đây là phần mà Tùng nghĩ là không chỉ quý vị hồi hộp mà Tùng cũng rất là hồi hộp. Bởi vì là thông thường á, trong cái trò chơi mà Tùng đưa ra thì Tùng không bao giờ bị phạt hết. Nhưng mà không hiểu tại sao những số gần đây thì người bị phạt thường xuyên là Tùng. Không có biết là do vấn đề gì, cho nên ngày hôm nay Tùng rất là hy vọng là người bị phạt là Hồ Ngọc Hà. Vậy thôi Hà cố tình thua đi để Hà bị phạt. Thôi nói vậy không được, thôi để Tùng thua cho chứ ai là nói như vậy thì kỳ quá. Thôi thì chúng ta cứ vỗ tay. Hên xui đi. Hên xui, ai thua cũng vui, đúng không ạ? Chúng ta vỗ tay cho Hồ Hà cùng với Top The Club. Hồ Ngọc Hà thân mến, ở trong phần Stop the Clock này thì Tùng sẽ có 5 câu hỏi dành cho Hà. 5 câu hỏi nhanh, mỗi câu trong vòng 6 giây cả hỏi lẫn trả lời. Nếu như Hà vượt qua cả 5 câu thì đương nhiên người thua cuộc là Tùng. Và Hà có thể đưa ra bất cứ một yêu cầu gì, Tùng sẽ thực hiện ngay tại sân khấu này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà nhận danh hiệu người mẫu được yêu thích nhất vào năm nào? 2003. Chính xác. Câu hỏi số 2 như sau. Ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi Hồ Hà hát song ca với nam ca sĩ nào? Noo Phước Thịnh. Chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Vai diễn trong phim Chiến dịch trái tim bên phải tên gì? Hoài An, cô giáo Hoài An. Chính xác. Đến đây thì Tùng lại muốn hỏi Hà là tại sao Hà lại không đóng nhiều phim, mặc dù là Tùng biết Hà nhận được rất là nhiều lời mời, thậm chí là có những cái vai diễn mà viết riêng cho Hà nữa. Điện ảnh cũng là một bộ môn rất là hấp dẫn với rất nhiều người và trong đó có Hà. Thế nhưng mà Hà nhận ra một điều là như Hà lúc đầu Hà nói đó, thì làm một việc gì làm cho nó tới, cho đàng hoàng thì Hà đã phải ngậm ngùi không có quay trở lại với điện ảnh trong một thời gian rất là dài cho đến tận bây giờ và cũng không biết là đến bao giờ. Nhưng mà Hà lại đặc biệt là luôn luôn ủng hộ điện ảnh bằng cách là nhận lời hát nhạc phim hay là những người bạn của mình đóng phim thì mình luôn luôn đi ủng hộ. Và Hà nghĩ đó cũng là một cách để mình tiếp cận với điện ảnh, không nhất thiết là mình phải xuất hiện ở trên màn hình để đóng phim. Và đặc biệt là cũng khó cho Hà bây giờ là vì cái hình ảnh ca sĩ nó in đậm trong lòng khán giả rồi đó, nên là khi mà mình hóa thân vào một nhân vật gì mà nếu mà không cố gắng hết sức thì cũng khó lòng mà được khán giả đón nhận. Thế nên là thôi cứ đóng vai trò là ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho nó tốt đi thì hay hơn, nên là chưa dám quay trở lại với điện ảnh. Và chúng tôi vẫn còn đang chờ đợi điều đó. Biết đâu sau này Hồ Ngọc Hà sẽ có thêm một vai diễn ấn tượng khác, đúng không ạ? Được. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo quý vị nhé. Hồ Ngọc Hà từng tham gia festival âm nhạc nào tại Hàn Quốc? Asia Song Festival năm 2009. Chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng dành cho Hà. Thành viên Sơn Ngọc Minh của nhóm V-Music là người dân tộc gì? Khmer. Trời ơi, tưởng là không biết mà cuối cùng là biết. May cho anh là xin hãy thứ tha đã xài rồi, nên bây giờ là mình sẽ vào một cái bài khác và nhảy. Cứ liên quan tới em là nhảy, mà em nghĩ là nhảy cũng khó chứ không hề dễ. Đúng. Và rồi, đó cũng là một hình phạt dã man. Bởi vì là quý vị mà nhìn qua truyền hình thì quý vị sẽ biết được là anh Tùng phải coi như là lắc, phải quỳ, phải xoạc và phải đúng nhịp. Em lúc nào cũng yêu cầu là nhảy là phải đúng nhịp hết. Chơi luôn. Rồi. Lắc nhiều vào. Tắt. Quỳ. Tắt. 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 Quay. Bum bum bum. Thật ra Tùng biết là nhảy như Hà sẽ rất là khó, nhưng mà Tùng đã rất là cố gắng rồi. Các bạn khán giả ơi, Tùng không thể nào làm hơn được nữa. Tùng làm tới đó là Tùng cảm thấy là dữ dội lắm rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy thương Tùng, các bạn vỗ tay được không ạ? Và bây giờ thì... Em tha cho anh. Ngoài tha ra em có thể tặng cho anh một món quà nhỏ nhỏ được không ạ? Món quà này dễ thương lắm. Ai chơi trò xinh xỏ ở đấy? Nhưng mà em cho đi rồi anh nói. Anh nói rồi em mới cho hay không cho. Bây giờ món quà này là món quà không phải là dành riêng cho Leo mà dành cho khán giả của Danh TV luôn. Một, bởi vì anh biết là em rất là thích hoa, cho nên anh có chuẩn bị ở đây rất là nhiều hoa và nhờ em cắm hoa tặng cho Danh TV được không? Rồi xong. Được không ạ? Nha.
Xin mời quý vị cùng đến với chương trình mới của Dân TV, Khéo Tay Hay Làm với cô giáo Hồng Hà. Anh giúp em là lôi mấy cái bông nhỏ này ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sản phẩm cắm hoa của chương trình Khéo Tay Hay Làm ngày hôm nay của cô giáo Hồ Hà cho các bạn cùng xem. Thôi mình đặt tên là lọ hoa thôi. Đây là sản phẩm được mang tên lọ hoa của Hồ Hà. Có nghĩa là lọ mà có hoa. Các bạn thân mến, đây là một trong những thói quen của Hồ Hà ở gia đình mà chúng tôi biết được. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến chương trình để các bạn thấy được một điều rất là dễ thương đến từ Hà. Và đây là tài lẻ của Hà. Còn tài lẻ của các bạn thì như thế nào? Các bạn hãy nhớ chương trình của chúng ta thường xuyên nhắc đến trang web www.sangkhoaithaga.com.vn, nơi mà các bạn thể hiện tài lẻ của mình và nhận được những giải thưởng của chương trình khi mà các bạn được giải là người thắng cuộc. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với một lọ hoa rất là đẹp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Đây là phần lần đầu tiên có của Leo and You, đó chính là món quà âm nhạc. Phần món quà âm nhạc đó là một phần rất là dễ thương mà chúng tôi muốn thông qua đó thì nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay là Hồ Hà sẽ nhận được một món quà từ một bạn khán giả và sau đó thì Hà cũng sẽ tặng lại một món quà âm nhạc dành cho bạn ấy. Đây là phần rất là dễ thương và hy vọng là bắt đầu từ số ngày hôm nay, nếu các bạn yêu thích được xuất hiện trong chương trình Leo and You để hát tặng cho những nhân vật mà chúng ta yêu quý thì đừng ngần ngại gửi giọng hát của chúng ta về cho Gian TV và những giọng hát hay chúng tôi sẽ liên lạc và mời các bạn tham gia vào chương trình. Vào ngày hôm nay thì sẽ có một anh chàng rất là mê giọng hát của Hồ Hà sẽ đến đây để hát tặng cho Hồ Hà và chúng ta hãy cùng chào đón người bạn mới của chương trình Leo and You, đó chính là bạn Minh Tuân, xin mời. Đêm nay lại một đêm nữa. Đến từng phút giây trôi qua vô tình, em đang ở một nơi xa, anh nhớ mong em vô cùng, ước sao mình được bên nhau đêm nay, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Anh mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau, không còn cách xa, không còn mong chờ. Anh mơ được gần bên em, ta nói với nhau bao điều, những vui buồn ta cùng trong tay nhau, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Rồi em cứ đi, để ngồi đây anh vẫn mong chờ, vẫn thầm mong em yêu nơi xa, sống vui bình yên. Sao tình yêu vẫn cứ ở lại, tháng năm dài mình anh khéo khô theo bóng ai kia hững hờ. Hồ Hà thân mến, bạn có cảm xúc gì khi mà nghe khán giả của chương trình Leo and You tặng cho bạn một bài hát? Vô cùng tuyệt vời và chắc là Hà xin bạn một cái ôm để tỏ lòng cảm ơn khi mà bạn đã trình bày bài hát này để Hà lại có một cảm xúc khác khi nghe ca khúc Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ. Vậy thì Hà sẽ hát cho hai bạn nghe và các bạn nữa và những khán giả đang xem truyền hình nữa. Đây là bài hát vô cùng mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Chúng ta hãy cùng đến với ca khúc lần này trong món quà âm nhạc của Leo and You. Chất
Tuyệt vời luôn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ bây giờ thì Tùng chỉ biết cảm ơn Hộp Hà thôi, bởi vì nhờ Hà mà món quà âm nhạc lần đầu tiên có trong Leon You đã trở nên rất là ý nghĩa, bởi vì sẽ rất là khó để có thể nghe Hà hát một cách rất là gần và rất là truyền cảm như thế này, rất là thật. Và hy vọng là tất cả chúng ta hãy cùng đến với Leon You để có thể chia sẻ với những người khách mời của chúng ta những giai điệu rất tuyệt vời trong phần mới, phần món quà âm nhạc. Một lần nữa hãy vỗ tay cho Hồ Hà. Gian TV thì càng ngày càng được rất là nhiều.